Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Cho mình hỏi, đã bao giờ bạn thấy một hòn đá lơ lửng trên không trung như thế này chưa? Hay những viên đá khổng lồ nặng cả nghìn tấn nhưng lại đứng vững trên những vách núi nơi có độ dốc cao? Chúng nằm đó hàng trăm năm nhưng không thể rơi được. Trên thế giới có một số người may mắn được sở hữu năng lực làm cân bằng mọi thứ. Và trong tự nhiên cũng vậy, cũng tồn tại những điều hết sức phi thường. Và hiện tại, những điều này vẫn chưa có lời giải đáp. Hãy cùng mở mang tầm mắt với thế giới hôm nay qua video 7 hòn đá bí ẩn lơ lửng phá vỡ sự hiểu biết của khoa học. Bảy, tảng đá trên đồi dốc, Ấn Độ. Ấn Độ có lẽ là một đất nước bí ẩn với rất nhiều điều khiến thế giới phải sốc nạn. Những thứ ở Ấn Độ dường như thường đi ngược lại với các định luật vật lý. Điều này bạn có thể thấy rõ nhất trong các bộ phim. Và tảng đá Krishna Butterborn cũng vậy. Tọa lạc ở một thị trấn thuộc quận Kanchipuram của Tamil Nadu, Krishna Butterborn nặng hơn 250 tấn, cao 6m và có đường kính 5m. Nó nằm trên sườn đồi dốc 45 độ, bề mặt tảng đá tiếp xúc với mặt đất rất nhỏ. Thế nhưng kỳ lạ là nó không hề lăn xuống đồi, cũng không hề nhúc nhích bất chấp mọi nỗ lực dịch chuyển. Vào thế kỷ 7 trước công nguyên, một vị vua thuộc triều Pallava ở Ấn Độ trở thành người đầu tiên tìm cách dịch chuyển tảng đá nhưng không thành công. Năm 1908, vì sợ tảng đá lăn xuống phá hủy thị trấn dưới chân đồi, Arthur Lawley, thống đốc của bang Madras, đã cho 7 con voi cùng lúc di chuyển tảng đá nhưng nó không xê dịch dù chỉ một chút. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải điều gì khiến tảng đá ở nguyên tư thế thăng bằng như vậy. Còn người dân địa phương thì tin rằng các vị thần đã đặt hòn đá ở đó. Còn các bạn cho rằng vì sao hòn đá lại trụ vững ở góc nghiêng như thế? Nhớ để lại ý kiến trong phần bình luận nhé. 6. Tảng đá Anasla. Vị trí số 6 trong danh sách hôm nay là tảng đá Anasla thuộc ốc đảo Taima của Ả Rập Saudi. Điều làm nên tên tuổi của tảng đá chính là hình dáng có 102 của nó. Anasla là hai khối đá sa thạch kép 4.000 năm tuổi, đứng cân bằng trên một bệ đỡ nhỏ. Và điều đặc biệt nằm ở khoảng trống trơn nhẵn thẳng tắp chạy dọc giữa hai khối đá. Nhìn vào chúng, bạn sẽ nghĩ ai đó đã dùng con dao chẻ một phát các đứt làm hai. Hoặc trông như thể nó được chia tách bằng một chùm laser cực mạnh như trong phim viễn tưởng. Liệu thời tiền sử thế giới cổ đại đã biết đến tia laser này hay một công cụ nào đó tương tự? Liệu rằng lịch sử phát triển của loài người có phải viết lại không các bạn? Sự phân chia gần như hoàn hảo đến từng cm này đã khơi dậy nhiều giả thuyết về nguồn gốc hình thành tảng đá Anasla, như nó được tạo ra bởi các vị thần cổ đại hoặc người ngoài hành tinh. Những người khác thì tin rằng tảng đá nằm trên một đường đứt gãy địa chất. Tuy nhiên, đến nay vẫn không ai thực sự có thể giải thích chính xác nó được tạo ra như thế nào và sự cân bằng kỳ lạ của nó đang thách đố các nhà địa chất. 5. Tảng đá 500 tấn, Nhật Bản. Tiếp theo ở vị trí số 5 là cự thạch Ishinohoden ở Hyogo, Nhật Bản. Hòn đá siêu kỳ lạ này nặng đến 500 tấn nhưng lại có thể lơ lửng trên không trung. Người Nhật tin rằng sự kỳ diệu này chỉ có thể do thần thánh tạo ra. Và họ còn xây dựng cả một ngôi đền để bảo vệ tảng đá này. Hàng năm có hàng trăm nghìn người đến viếng thăm, cầu nguyện trước tảng đá. Sự kỳ diệu này đã khiến các nhà khoa học đau đầu suốt nhiều thập kỷ qua. Họ đã cố gắng tìm nhiều manh mối, nhưng tất cả những gì họ biết được chính là tảng đá đã hơn 2.000 năm tuổi và được biết đến nhiều kể từ những năm 700. Và cũng trong ngần ấy thời gian, nó vẫn tiếp tục bay trên mặt hồ như trêu ngươi các nhà khoa học hiện đại. Bởi dù đã tiến hành không ít các nghiên cứu, song các nhà khảo cổ học và sử học đã không đưa ra bất kỳ manh mối nào khác về công cụ chạm khắc tảng đá và tại sao nó lại có thể lơ lửng như thế. Có bạn nào có thể lý giải được, hãy comment bên dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé. 4. Tảng đá thăng bằng. Đá thăng bằng ở Canada giữ vị trí số 4 trong danh sách 7 hòn đá bí ẩn lơ lửng phá vỡ mọi sự hiểu biết của khoa học. Tảng đá này nằm ở vịnh St. Marie. Nó cao khoảng 9 mét thôi, nhưng lại là một trong những tảng đá có thể khiến người ta phải hoang mang. Nếu có dịp đến tham quan nơi đây, bạn chắc chắn sẽ kinh ngạc khi được tận mắt ngắm tảng đá ở cự ly gần. Bởi cột đá gần như không hề liên kết với bệ đá đang đỡ nó. Không những thế, một phần của nó còn trồi hẳn ra bên ngoài. Không có một lực hay vật gì chống đỡ, nhưng nó vẫn đứng đó đầy hiên ngang như thách thức với trời đất. Sự chênh vênh của nó cũng khiến người ta có cảm giác tốt nhất nên tránh xa vì nó sẽ đổ ập bất cứ lúc nào.
Mỗi khi nhìn nó, hẳn là bạn không thể nghĩ là nó có thể đứng vững trong giây tiếp theo. Thế nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, nó vẫn đứng đó sừng sững, riêng một góc trời và làm cho người ta phải suy nghĩ lại. Cái gọi là lực hấp dẫn của trái đất có thật sự tồn tại ở nơi này hay không? Ba, hòn đá vàng. Nếu có dịp đến Myanmar, các bạn hãy ghé thăm ngôi chùa Kiatio, nơi có hòn đá vàng treo lơ lửng trên không trung một cách kỳ lạ. Và với kiến thức khoa học ngày nay, để xem liệu bạn có thể giải thích được vì sao nó lại như thế không nhé. Tảng đá khổng lồ này có chiều cao 7,3m và chu vi 15,2m, nằm treo leo trên vách núi cao 1.100m. Điều kỳ lạ là nó chỉ tiếp xúc với vách núi vỏn vẹn 78cm². Do vậy, nó tạo cho người ta cảm giác sẽ bị đè bẹp ngay tức khắc nếu đứng bên dưới tảng đá. Ấy vậy mà hòn đá thiên này vẫn trụ vững ở một nơi hiểm hóc như thế hàng nghìn năm qua, phá vỡ mọi nguyên tắc trọng lực mà ngày nay chúng ta được học. Trong khi các nhà khoa học phải bỏ tay chấm cơm, thì các Phật tử lại tin rằng hòn đá đã được giữ cố định là nhờ sợi tóc của Đức Phật. Người ta tin rằng đến đây quỳ lạy và ôm hôn hòn đá sẽ giúp bạn trở nên giàu có, thịnh vượng. Nên nếu có cơ hội, mọi người hãy đến đây ngắm nhìn tảng đá vàng một lần xem sao. Chắc hẳn nó sẽ khiến bạn rất thích thú đấy. Hai, đá thánh. Vị trí số 2 trong danh sách hôm nay chính là đá thánh Ardoroth tại Brigham Moor ở Bắc Yorkshire, Anh. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều khối đá với hình dáng kỳ lạ, nổi bật trong số đó về khả năng dự thang bằng hiếm có khó tìm, không thể không nhớ đến Ardoroth. Tảng đá này ước chừng nặng khoảng 200 tấn với chiều cao hơn 4,57m, nhưng có khả năng đứng cong bằng tuyệt đỉnh. Trên mỏm đá chóp nhọn bé hơn nó rất nhiều lần, với diện tích bề mặt tiếp xúc chỉ khoảng 30cm, bạn có tin nổi không? Thoạt nhìn qua, chỉ có một chút tác động, tảng đá sẽ lăn xuống ngay lập tức bởi trọng lượng quá khổ so với giá đỡ của nó. Nhưng điều mà mọi người luôn nghĩ đã không xảy ra qua hàng trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm. Điều kỳ lạ này đã khiến cho Ardoroth trở nên linh thiêng và thần bí. Thậm chí có lời truyền miệng kể rằng, chỉ cần đặt tay lên tảng đá và để lại điều ước, mọi ước mong của bạn sẽ trở thành hiện thực. Dù chưa thể lý giải tảng đá được tạo ra như thế nào, vì sao nó lại có thể giữ thăng bằng đỉnh của chóp đến vậy? Nhưng phải công nhận rằng đây là một sản phẩm tuyệt vời, bất kể nó do ai tạo ra. 1. Tảng đá Kumakivi. Tảng đá bí ẩn ở vị trí số 1 sẽ là Kumakivi, nằm trong khu rừng rậm ở Rukolahti thuộc phía đông nam của Phần Lan. Kumakivi có nghĩa là tảng đá kỳ lạ, mà đúng là nó kỳ lạ đến mức không thể tin là có thật. Thực ra Kumakivi gồm hai tảng đá, một nằm trên mặt đất bằng phẳng, có hình dáng tròn trịa và khá nhẵn bóng, trong khi tảng đá kia có khối lượng lớn, chiều dài tới 7m, lại nằm trên ven, xếp chồng lên trên một cách kỳ lạ, với điểm tiếp xúc được cho là khá nhỏ. Với vị trí mong manh như vậy, trên thực tế, tảng đá phía trên có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, và cũng không ai tin nổi là nó lại có thể đứng vững một cách ngoạn mục đến vậy. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, nó giữ thăng bằng rất tốt, cứ như được neo chắc chắn vào đá gốc, không hề bị rung lắc hay rơi xuống. Thậm chí, dù bạn dùng sức cố đẩy, thì tảng đá Kumakivi vẫn không nhúc nhích. Dù có nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng đến nay, quá trình hình thành thực sự của Kumakivi vẫn là một ẩn số. Hòn đá lơ lửng nào làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.